Bắc Ninh giãn cách xã hội huyện Thuận Thành sau ghi nhận 37 ca mắc COVID-19. Tỉnh Bắc Ninh quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành bắt đầu từ 14 giờ ngày 9 tháng 5. Trong thời gian giãn cách, người dân chỉ được ra khỏi nhà khi có sự việc thực sự cần thiết. Tỉnh Bắc Ninh quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành bắt đầu từ 14 giờ ngày 9 tháng 5. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết định thời gian kéo dài giãn cách xã hội huyện Thuận Thành. Quyết định nêu rõ nguyên tắc giãn cách xã hội là cách ly gia đình với gia đình, thôn, khu phố với thôn, khu phố, xã với xã, thị trấn với xã. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động. Và các trường hợp khẩn cấp khác. Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Với quyết định giãn cách xã hội, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu huyện Thuận Thành dừng tất cả các hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tụ tập đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ huyện Thuận Thành ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Y tế chủ động, sẵn sàng, quyết tâm, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống xảy ra, triển khai phương án huy động nhân lực, vật lực, phương tiện cho các đơn vị điều trị, siết chặt công tác phòng chống dịch tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, ra soát các phương án kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để khi phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 46 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Thuận Thành là 37 ca, riêng xã Mão Điền có 34 ca, huyện Tiên Du 5 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, thành phố Bắc Ninh và Lương Tài mỗi địa phương 1 ca. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, tỉnh Bắc Ninh đã rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, xác định 957 trường hợp F1, 6.026 trường hợp F2 và 5.670 trường hợp F3. Tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện cách ly với 16 xóm, khu phố, giãn cách xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành theo chỉ thị 16 của Chính phủ, giãn cách xã hội toàn tỉnh Bắc Ninh theo chỉ thị 15.